Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cả đối tượng có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là kê khống hàng trăm bộ giả, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Quyền, sinh năm 1964, Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1986, con trai đối tượng Quyền, Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1997, con trai đối tượng Quyền và Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1978, nguyên phó trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Hương Trà, tất cả cùng trú tại thành phố Huế. Theo điều tra ban đầu, trong năm 2019 và 2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế, ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư, trong đó có nhiều mô mả của người dân thuộc diện phải di dời được nhà nước bồi thường hỗ trợ. Phạm vi giải phóng mặt bằng nằm trong địa giới hành chính của khu vực 2 và khu vực 4 phường Hương Sơ. Sau khi nghe thông tin dự án hạ tầng kỹ thuật dân cư phía Bắc phường Hương Sơ sắp triển khai, mô mả phải di dời trong khu vực cần giải phóng mặt bằng sẽ được nhà nước bồi thường. Ngoài các lăng mộ có hai cốt và một số mộ gió vung lên từ trước để giữ đất, nhiều cá nhân, hộ gia đình đã vung thêm nhiều mộ đất để kê khai với mục đích được nhận thêm nhiều tiền bồi thường. Lợi dụng điều này, đối tượng Nguyễn Quyền đã cấu kết với ba đối tượng còn lại thỏa thuận với người dân có mộ mả nằm trong dự án để làm hợp đồng cất bốc mộ mả, liên hệ với tổ công tác liên ngành xác nhận có mộ di dời, liên hệ với chính quyền địa phương xác nhận có mộ đưa đến chôn để người dân có thủ tục quyết toán nhận tiền bồi thường. Theo thỏa thuận, các đối tượng sẽ được người dân trả từ 800 đến 900 ngàn đồng một mộ. Ngoài ra, các đối tượng còn hưởng lợi từ việc bán hòm gỗ hoặc các om sành để đựng tro cốt. Các đối tượng đã thỏa thuận kê khống 353 mộ giả, chiếm đoạt của nhà nước số tiền hơn 703 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố các đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.